Hiền à, Hiền còn lâu không? Mới vô luôn đi. Thấy làm hơi lâu rồi về đó. Nãy chưa thấy gì mà. Còn ly quay này, quay mất ly. Chị định nói em làm tiếp đó. Cái ly quay vậy. Chịu đau nó với ông rồi em. Em mặc em nhiều quá kìa, nếu mà được á thì em phải thêm, ví dụ như chị nặng mà muốn nặng sạch luôn trừ luôn á thì thêm cộng thêm 100 nữa, còn không thì ngày mai em qua nặng tiếp, chứ tại vì không quá nhiều á, vì em mất thời gian chị không quá giờ á, nên là em chọn ra đây, ví dụ em chịu nổi thì nặng luôn thêm 100. Còn không chịu nổi thì ngày mai em ghé qua làm thêm lần Rồi, chơi tới đi chị ơi. làm luôn vậy. Thấy trời nó cũng cận quá, mà ra em để mặc nhiều vậy đi, trời mới đi bận quá Dạ. Hồi xưa mặt em đâu có. không có. Không có. Xong cái em làm cái nghề của em xong bị. Tóc à? Dạ không, làm nail. Làm gì? Làm nail chị. Ủa em làm nè. Còn em cái bụi nhiều chị. Sợ vì quá sức nhiều luôn. Ủa làm nào nhà trừ cũng đông mà ta. Này nghĩ chị. Nghỉ ngày nay rồi. Nghỉ ăn Tết chơi. Mệt quá à. Dạ, chạy. Mấy ngày thì mệt mỏi quá rồi đúng không? Dạ. Nó đâu có đâu đâu. Chứ em chưa làm nail không có bị. Dạ, sau này cũng bị. Hay giờ em mua hũ thuốc bên chị chưa? Dạ chưa. Đi lần đầu. Dạ. Nhiều khủng khiếp. Em xin mua thuốc á, bôi ví dụ như sau này em làm nghề em bôi kem nó cũng đỡ mụn ghê lắm. Với cái mụn của em là liên quan tới thức đêm. Có thức đêm không? Dạ cũng có thức đêm nhiều chị. Tại vì mụn ẩn nên nó cũng có trường hợp là thức đêm nó cũng lên nhiều hơn á. Còn mụn mà kiểu mà mũ mũ viêm viêm là do bụi á. Do mụn là cũng nhiều yếu tố ấy.
phần cơ địa này, rồi phần cơ địa mình dễ nổi mụn, rồi mình nó môi trường nữa đó. Hằng ở quan con Lý đang làm gì? Chị Trang nói chị Lý đang làm gì vậy sáu phút nữa, à quay 4 phút nữa, 4 phút nữa thay cho Hậu, em quay cho Hậu. Chứ quay xong em nặng sạch cho cô này luôn nghe không? Không nhiều mà nhiều kinh khủng luôn, luôn lòng mồm có luôn. Hôm nay ra năm là em phải đi lại liền nghe. Dạ. Cái mũi gì chưa nặng nữa hỏi.